Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vâng, xin kính chào các anh chị em. Hy vọng rằng các anh chị em có thể nghe được âm thanh cái tương đối trong 10, 15 phút vừa qua đó là các cái máy điện thoại của tôi là bị rối. Sự liên trang, lên live stream đã bị phiền, rất là phiền, cho nên là ít hay nhiều đó là cái nội dung mà hôm nay muốn trình bày với các anh chị em đó là tôi cũng không có được trọn vẹn lắm. Thú thực là rất là bực mình trong khoảng 20, hơn 20 phút vừa qua. Vâng, thưa các anh chị em, cố gắng thực hiện live stream này với các anh chị em. Thưa các anh chị em, tiêu đề mà chúng ta muốn trao đổi với nhau ngày hôm nay nó là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nhiều người coi cái tiêu đề đó sẽ là muốn bật cười, bởi vì chúng ta đề cập với nhau hai cái chữ nó rất là làm cho chúng ta bị gọi là energy đó, tức là bị xúc động tiêu cực, đó là hai cái chữ giải phóng. Tuy nhiên đó, tôi thấy rằng cần thiết phải phải dùng cái chữ như vậy. Giải phóng, cái chữ giải phóng đã có quá nhiều những sự lạm dụng, đặc biệt là tại Việt Nam. Cái chữ liberation đó, chữ liberation của tiếng Pháp, của tiếng từ tiếng Pháp, tiếng Latin ra đó, thì Việt Nam của chúng ta đã bị lạm dụng. Chúng ta coi như trong dòng lịch sử khoảng 70 năm vừa qua của chúng ta đó, nó đã xảy ra trong cái dòng lịch sử cận đại của chúng ta là hai cái cuộc, gọi là hai cái cuộc giải phóng. Cái cuộc giải phóng thứ nhất đó nó liên quan đến cái sự kiện năm 1945, khi mà người Nhật đã trao trả lại cái quyền độc lập cho Việt Nam. Năm 1945 thì bước sang năm 1946 thì đã có những sự sắp xếp để giành giật cái thành quả độc lập đó, cái kết quả độc lập đó. Những người đảm nhiệm cái gọi là cái công việc của sự độc lập đó, để gìn giữ, để xiển dương, để huy động, để thực hiện cái một cái chính quyền độc lập đó, thì chúng ta đã lịch sử cận đại của Việt Nam đã có một cái giai đoạn rất là tối, là những người mà điều hành đất nước lúc bấy giờ đó, gọi là chính phủ của cụ Trần Trọng Kim đó, đó là một chính phủ của hầu hết những người trói gà không chặt. Và ngày hôm nay chúng ta đang cần nhìn vào chính chúng ta cũng vậy, chính trên đời sống đấu tranh, gọi là đấu tranh chính trị của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có hai cái gọi là nhóm lực, hai cái gọi là lực lượng, tức là hai cái vế nhân lực, một vế nhân lực rất giống với thời cụ Trần Trọng Kim, tức là rất là lý thuyết và xa rời từ cái chuyện lý thuyết đó, là dễ dàng đã có những cái động thái, đã có những suy nghĩ đi xa, rời xa khỏi cái sự thực tế của cuộc tranh đấu. Tôi trộm nghĩ rằng giờ này là giờ chúng ta rất cần phải tĩnh tâm nhìn lại, bởi vì chúng ta chỉ có một cơ hội nữa thôi. Đối với tôi, chúng ta chỉ có
một cái cơ gọi là cái cơ hội này thôi. Qua cái thời gian 4 5 5 năm nữa thì là vô phương. Đối với tôi 4 5 năm nữa là vô phương giải quyết vấn đề Việt Nam. Và trở lại cái chữ liberation, chữ giải phóng. Thật sự là chúng ta đang rất cần suy nghĩ, tìm hiểu và thực hiện một giải pháp, một cuộc giải phóng, một cuộc giải phóng đích thực. Chúng ta từ cái giai đoạn là năm 1946 đến năm 1954, phía những người cộng sản đã huy động một cuộc gọi là một cuộc kháng chiến 9 năm. Và năm 1954 thì nó có cái sự kiện gọi là chiến thắng Điện Biên Phủ. Và đó là cuộc giải phóng thứ nhất. Giờ này chúng ta đã trôi qua cái sự kiện, tức là từ năm 1950 đến nay đó, nó đã 70 năm rồi. Chúng ta tương đối đã đủ cái thời gian để chúng ta nhìn ra cái cuộc giải phóng đó nó bị can thiệp như thế nào. Gọi là cuộc giải phóng Điện Biên Phủ nó có thật sự là nó được giải phóng, nó được đổ máu xương để giải phóng từ những người gọi là quân đội giải phóng hay không, tức là những người cộng sản hay không. Với những sự tìm hiểu của tôi thì nó hoàn toàn là không. Cuộc gọi là cuộc kháng chiến gọi là cuộc giải phóng đó, nó đến rất nhiều từ máu xương những người Việt Nam yêu nước, không có phân biệt cộng sản hay quốc gia, và hầu hết những thành phần đó đã bị loại trừ sau khi cái gọi là cuộc giải phóng xảy ra từ năm 1949 đến năm 1954 56, và thậm chí cho tới cái cuộc gọi là cuộc nhân văn giải phóng, tức là cuộc thanh trừng nhân văn giải phóng sau giai đoạn năm 1960. Những người yêu nước trong cái giai đoạn 1949 đến năm 1954 đó, tức là năm 1946 đến năm 1954 đó, là phải nói rằng những sự hy sinh đó hết sức là đáng trọng, nhưng nó không giải quyết được vấn đề, trái lại nó làm tối tăm hơn cái tình trạng của đất nước. Ngày hôm nay mỗi một người Việt Nam cần phải tịnh lòng, tịnh trí cái tâm hồn của mình lại để chúng ta nhìn nhận về quá khứ, để lấy từ quá khứ ra những cái bài học cho chúng ta để ứng xử kịp thời với cái giai đoạn đang hỗn mang, rất là hỗn mang của thế giới nói chung và của Việt Nam của chúng ta nói riêng. Cái cuộc giải phóng lần thứ nhất đó, tôi để trong ngoặc kép hai cái chữ giải phóng lần thứ nhất, đó là một sự lường gạt, và cái tác nhân của sự lường gạt đó cho tới giờ này là chúng ta cần phải nhìn thấy cái bàn tay thao túng của chính người Mỹ lúc bấy giờ, tức là từ những giai đoạn năm 1944, cái lực lượng gọi là tiền thân của CIA đã có mặt tại rừng núi Tây Bắc của Việt Nam cũng như phía Tây Nam của Trung Hoa, và họ đã ảnh hưởng vào rất nhiều cái cuộc gọi là cuộc kháng chiến 9 năm của người Việt Nam. Trong cái cuộc kháng chiến 9 năm đó, vũ khí và sự tài trợ cũng như là binh lực của người gọi là người Cộng sản Trung Quốc khá nhiều. Và giờ này là giờ chúng ta cần phải nhận định là ai là tác giả của cái cuộc giải phóng đó. Và chúng ta phải nhìn nhận rằng cuộc giải phóng nó không phải là từ Hồ Chí Minh, nó không phải là từ những người Việt Nam, mà cuộc giải phóng đó nó được điều hành bởi những người như là Lê Quý Ba, tức là bốn năm người tướng rất giỏi của Trung Quốc thời bấy giờ. Và phía sau của những người tướng của Trung Quốc như là Trần Canh hay là La Quý Ba đó là những người của lực lượng CIA, tiền thân của CIA. Và chúng ta đang cần phải nhìn thấy thật rõ đó là bọn Do Thái. Bọn Do Thái nó đã nhúng vào trong cái tình hình đất nước của chúng ta rất sớm. Không phải là chỉ có từ những năm 1945
40, 1943, 44 là lực lượng của Do Thái ảnh hưởng, tức là lèo lái người Mỹ mới có mặt tại Việt Nam. Chúng ta cũng đừng quên rằng tại sao đất nước của chúng ta lại trở thành cái tên gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông, và người Pháp họ đổ vào đặc biệt là miền Nam Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn, rất nhiều tiền bạc để xây dựng trở thành cái Hòn Ngọc của Viễn Đông. Nói đến điều này thì chúng ta lại cần nhìn lại cái cuộc chiến của Âu Châu, cuộc chiến trận chiến Waterloo năm 1813. Và cuộc chiến Waterloo đó nó liên quan đến rất nhiều cái chuyện truyền thông, truyền tin và truyền thông. Và ngày hôm nay chúng ta là nạn nhân của truyền tin và truyền thông kéo dài, dính đến dòng lịch sử của chúng ta khởi đi từ giai đoạn năm 1813. Năm 1813, cái cuộc chiến thắng của quân đồng minh Âu Châu do Anh đứng đầu đó là được lèo lái bởi những người Do Thái. Những người Do Thái Khazarians. Ngày hôm nay chúng ta cũng cần phải nhìn những cái chi tiết hết sức cẩn trọng về người Do Thái, thế nào là Do Thái và thế nào là Do Thái bị đàn áp, cũng như cái câu chuyện gọi là đệ nhị thế chiến đó, là người Do Thái đã bị người Đức sát hại trên 4 triệu người. Nó có thật sự nó có cái chuyện đó hay không? Nó có thật sự là nó có cái hiện tượng, nó có cái câu chuyện là hàng 4 triệu người Do Thái đã bị giết bởi người Đức hay không? Đã có những cái thông tin hết sức, tức là thông tin mang tính cách đối chất, và những người đó là sau đó đã bị, tức là đã bị bịt mồm bằng rất nhiều cách, đã bị bịt mồm. Đó chính là những người học giả, những người trí thức thật sự, và họ đã xác định với rất nhiều những tài liệu để đưa ra rằng cái tổng số của người Do Thái có mặt ở nước Đức và gọi là những nước mà ảnh hưởng trong vòng trong trong cái những cái quốc gia, những cái địa lý mà người Đức có ảnh hưởng quản lý trong cái giai đoạn đệ nhị thế chiến ấy, thì nó chỉ có trên 400.000 người gọi là Do Thái mà thôi. Vậy thì ở đâu nó ra cái con số lên tới 4 triệu ngàn người và được học, được dạy dỗ trên toàn thế giới sau giai đoạn năm 1945, sau năm 1946, cũng ở cái tinh thần gọi là tinh thần phát động chiến tranh ấy, cái tinh thần, cái ý đồ phát động chiến tranh ấy, sử dụng chiến tranh để tạo ra bạo lực, để tạo ra bất ổn ấy. Nó từ năm 1945, 10 năm sau, nó ảnh hưởng trực tiếp vào Việt Nam. Chúng ta lặp lại với nhau cái sức mạnh của người Do Thái, ý đồ của người Do Thái đã có mặt tại Việt Nam từ cái giai đoạn gọi là giai đoạn hiệp ước năm 1884, Pater Noster. Đừng quên rằng cái giai đoạn đó là giai đoạn mà sau cái cuộc chiến Waterloo là người người Anh đã nắm quyền hầu như trên toàn thế giới, kể cả là nước Mỹ. Sau cái giai đoạn năm 1813, khoảng 10 năm sau, nó diễn ra cái sự kiện của cái giai đoạn năm 1823. Thì của gọi là sức mạnh của những người nắm tiền của thế giới, nắm tiền tệ của thế giới, tức là cái bọn gọi là bọn buôn vua, cái bọn mà ở thành Jerusalem, cái hội đồng tư tế thế này thế nọ ở Jerusalem, cái thời của ông Giêsu sau khi rời hoang mạc, sau khi mà đi lang thang suốt 3 năm để gọi là để giảng đạo, thì có cái giai đoạn ông ta bước vào trong thành Jerusalem và dân chúng đã quét đường, dân chúng đã trải lá, trải hoa để đón bước chân của một vị gọi là Messiah, là một vị gọi là coi như là một vị anh hùng dân tộc, một vị cứu tinh của dân tộc, một vị thần, đó là ông Giêsu. Và khi bước vào thành Jerusalem thì ông đã nói rằng ông ta đã chỉ mặt những người gọi là tư tế, chỉ mặt những người gọi là kinh doanh, những cái hệ thống kinh doanh, hệ thống tiền bạc, hệ thống ngân hàng,
vốn dĩ có sức mạnh tiền bạc từ thời Babylon, thì ông ta để lại một cái câu cho chúng ta sau này, đó là nhà của cha ta, tức là thành phố Jerusalem, nhà của cha ta không phải là nơi buôn bán. Và buôn bán là buôn bán gì? Chúng ta đã bị dẫn dắt, rất nhiều nhiều những người Công giáo Việt Nam đã bị dẫn dắt là Jerusalem thành chỗ bán cừu, bán lừa, bán bò, bán heo. Cái đó là chúng ta đã bị dẫn một cách hết sức là ngớ ngẩn. Ông Giê-xu ông nói cái thành phần buôn bán đó là thành phần buôn tiền, thành phần có cái gốc gác, có cái sự thao túng quyền lực từ thời Babylon. Và chính cái thành phần đó đã tìm cách giết ông Giê-xu, giết ông Giê-xu. Thậm chí là Philat, cái quan toàn quyền của Philat, Philato đó, thời bấy giờ đã phải rửa tay trước cái tòa án, rằng ta không dính dáng gì đến máu của người này, việc này là việc của các ngươi, tức là của những người gọi là Do Thái lúc bây giờ. Ngày hôm nay cái câu chuyện chiến tranh xảy ra tại dải Gaza, rất nhiều chúng ta thế giới bị dẫn vào một cái khái niệm là giết người Do Thái, một cái khái niệm, một cái suy nghĩ rằng người Do Thái đang bị giết, cho nên người Do Thái phải có một cái hành động bảo vệ mình. Nhưng Do Thái là Do Thái gì? Cái người là trước đây rất nhiều cái live stream tôi đã rất nhiều lần trình bày với các anh chị em rằng cái nguồn gốc ADN, tức là ADN đích thực của cái dòng máu của Jacob, dòng máu của Abraham, Moses, tức là dòng máu của Do Thái đích thực đó, thì là trên dưới 80% nằm ở trên lãnh thổ Palestine, dải Gaza của ngày hôm nay. Trong khi những người ngày hôm nay gọi là Do Thái ở gọi là đất nước Israel ngày hôm nay, tức là thành lập năm 1949 đó, do thành lập năm 1949 do thế lực của Rothschild và Rockefeller, tức là hai cái gia đình đặc biệt của gọi là những cái dòng tộc nổi tiếng từ thời Babylon. Do Thái là Do Thái Khazaria, Kha là Khan, Kha Hãn, nó dính đến Á Châu, nó dính đến Mông Cổ, sau này gọi là Mông Cổ đấy. Tức là giai đoạn năm 1920, 1930 gọi là các Kha Hãn, gọi là cái Mông Cổ. Tức là giống một giống dân Bắc Á, và đã trộn máu với người của vùng Israel, người của gọi là cái văn hóa Babylon, để ra một cái giống dân hết sức là đặc biệt, hết sức là tinh ma, hết sức là xảo trá, và chúng rất giỏi. Ngày hôm nay chúng ta cần phải nhìn thật kỹ về cái giai đoạn gọi là giai đoạn kháng chiến 9 năm của chúng ta, để đâu đó chúng ta moi ra cái nguồn gốc nào làm ra cái cuộc giải phóng đó. Và ông Hồ Chí Minh, ông là ai? Chúng ta cả nước bị dẫn dắt, bị dẫn dụ, bị dẫn vào một cái đường hầm tối để chúng ta coi cái người tên là Hồ Chí Minh đó là ông Nguyễn Tất Thành, sinh ra tại vùng đất Nghệ An. Tại sao nó có cái chuyện đó? Tôi lại trở lại cái câu chuyện Tam Điểm đã có mặt tại Việt Nam. Tam Điểm có mặt tại Việt Nam cho nên Sài Gòn mới được xây cất hết sức là hoành tráng, hòn ngọc của Viễn Đông. Phi Mai Sơn, Tam Điểm đã có mặt tại Việt Nam. Và sự có mặt tại Việt Nam nó ở cái sự phân chia quyền lực và quyền lợi giữa nước Anh và nước Pháp. Sau năm 1913, nước Pháp, tức là Napoleon, ba cái thằng vua của Napoleon, tôi đang đứng trên đất của thằng Napoleon á, gia đình của Napoleon. Năm 1861 quyết định đánh vào thành Gia Định, là từ từ Paris, từ gọi là Napoleon, dòng vua của Napoleon. Và tại sao sau cái chiến thắng năm 1813, nó thay vì là chặt đầu, tức là quân Anh, nước Anh chặt đầu của Napoleon, thì không,
Napoleon trở thành giống như là một vị vua, gọi là một vị vua bù nhìn. Tất cả những cái chuyện này đó là ngay thằng Anh quốc là bị lèo lái bởi một cái thứ bên trên. Vua Anh lúc bấy giờ, các đời vua sạc lúc bấy giờ đều bị lèo lái bởi vì hầu hết là hết tiền. Cái trận chiến truyền thông, cái trận chiến truyền tin nó rất là đặc biệt trong cái giai đoạn năm 1813. Quân Anh đã thắng nhưng tin đưa về, đây là thông tin nhé, nhấn mạnh là thông tin, truyền thông, Facebook ngày hôm nay đó, Facebook ngày hôm nay, YouTube ngày hôm nay, truyền thông ngày hôm nay, thần thông đó. Chúng ta đang nói đến cái chuyện thần thông, thông tin. Năm 1813, quân Anh đã thắng thế và quân Pháp đã thua, bị tước vũ khí, bị bắt. Nhưng tin tức để từ vượt biển băng, từ Bỉ, từ Belgium ngày hôm nay đó, từ Bỉ để đi về về Anh quốc lúc bây giờ năm 1813 nó chưa có Facebook. Nó đã có điện rồi nhưng mà điện bị bóp lại, điện bị gọi là làm cho không thể phát triển được nữa cái năng lượng điện. Cho nên vấn đề điện tín, vấn đề radio, vấn đề truyền tin đó, nó không có, tức là viễn thông truyền tin nó không có, mà thông tin là chạy bằng cơ bắp, chạy bằng sức ngựa, chạy bằng người chèo thuyền vượt biển băng, tất cả nó được tổ chức bởi bọn Do Thái Khazarian hết, và đưa cái tin tức gọi là tin tức thất bại về về Anh quốc. Khi tin tức thất bại về tới Anh quốc là cả hoàng gia của Anh quốc là láo xảo. Và phải bán đi tất cả những của cải, phải bán đi, bán tống bán tháo đi hết, bởi vì gọi là chiến thắng nước Pháp mà nó chiến thắng thì nó tức là nó sẽ thống trị Anglê, nó sẽ thống trị hoàng gia Anh. Vì thế là hoàng gia Anh là phải vơ vét hết những người trong hoàng tộc hoàng gia, là phải vơ vét bán tống bán tháo đi hết để mà thủ lại cái gọi là mạng sống cho mình. Điền địa địa ốc lâu đài là bán tống bán tháo hết, vàng bạc cũng vậy, và ai mua? Cái bọn Do Thái Khazarian, cái bọn gia đình, gia tộc Rockefeller, gia tộc Rothschild, chúng nó mua hết, gia tộc giọt nó mua. Cho nên đến khi mà cái tin chiến thắng thật sự đem về, đưa về tới Anglê đó, thì ngai vàng trống rỗng không còn gì cả. Bây giờ muốn hoạt động thì phải phải có tiền, thì phải vay. Vay ai? Ai có tiền lúc bây giờ? Đó là bọn Do Thái. Cho nên đó là cái bọn mà cái giai đoạn Hitler đó, ông không giết cũng uổng đấy, ông không giết cũng uổng đấy. Tôi nói điều này ra tôi chấp nhận, tôi sẽ bị tù, tôi sẽ bị thậm chí là bắn chết, nhưng mạng sống của tôi bây giờ là không còn là quan trọng. Mạng sống của tôi từ ngày hôm nay không còn gì là quan trọng. Khi người Pháp bị người Anh đè đầu cưỡi cổ, nó được dẫn dắt, kể cả là gọi là ba cái đời vua của Napoleon sau đó là bị thống trị hết, là bị người Anh quốc lèo lái, và những cái cuộc xâm lăng vào Đông Nam Á cũng như là vào các xứ sở Hồi giáo, nó bành trướng, nó mạnh mẽ lúc bấy giờ, và người ta chia ra làm hai. Cái dòng sông Mekong, bên bờ tây của dòng sông Mekong và bên bờ đông của dòng sông Mekong nó chia ra làm hai lực lượng. Cái dòng phía sông Mekong, bờ tây của sông Mekong là thuộc về nước Anh. Tức là những cái mãnh lực, những cái quân lực của người Anh sẽ làm chuyện thống trị, sẽ làm chuyện xâm lăng và thống trị. Tức là giống như là Ấn Độ, Birmania, Miến Điện đó, kể cả là phía Tây Tạng là người Anh quốc, trong khi phía Nam là thí dụ như Việt Nam, Lào, Campuchia kia đó là Pháp lắm. Duy có cái nước Thái Lan là họ hết sức là khôn ngoan, và cái sự khôn ngoan đó nó bật ra được gọi là cái ách thống trị của hai thằng, kể cả là thằng Pháp lẫn thằng Anh quốc, là phải phải nói rằng đó là nhờ tinh thần Phật giáo, nhờ Phật giáo. Nếu không nhờ Phật giáo thì
thì Thái Lan không khác gì Việt Nam cả, không khác gì Việt Nam hay Miến Điện cả. Chúng ta nhìn về cái giai đoạn kéo dài từ năm 1861 đến năm 1884, cái hiệp ước Patriot nó hình thành tại Việt Nam, và sau đó đó Việt Nam trở thành cái hòn ngọc Viễn Đông ấy. Và chúng ta tìm hiểu về Tam Điểm, về hội Tam Điểm, chúng ta thấy có rất nhiều những người Việt Nam có mặt trong hội Tam Điểm ở cái giai đoạn năm 1880, năm 1910. Rất nhiều những người Việt Nam gọi là trí thức, quan cách lớn đều được dẫn dụ vào trong cái hội Tam Điểm đó hết. Và chính cái thế lực của cái hội Tam Điểm đó đã làm ra cái cuộc gọi là cuộc giải phóng lần thứ nhất, kháng chiến 9 năm, và dựng ra cái thế lực cộng sản tại Việt Nam, dựng ra một cái nhân lực Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Sự thâm độc nó kéo dài đến cái giai đoạn mà ông Hồ Chí Minh chết đi rồi đó, thì ông ấy đã gọi là được kiến tạo được thành quỷ trên đất nước Việt Nam. Tức là không phải là ông chết, ông chỉ có làm hại đất nước Việt Nam khi ông còn sống, mà ông ấy còn làm hại đất nước Việt Nam khi ông trở thành quỷ vương trên đất nước Việt Nam. Tại sao tôi gọi là quỷ vương? Là bởi vì có quá nhiều người khấn vái, có quá nhiều người xưng tụng. Người dân Việt Nam đã bị lùa vào một cái lỗ để xưng tụng một một thứ quỷ, một con người không phải là người của dân tộc mình, mà lại là vua của dân tộc mình, làm vua của dân tộc mình. Nó cái sự ngu dốt nó hết sức là trầm trọng. Cho nên ngày hôm nay đâu đó nó đang là một cái sự trả quả lại. Tại Nghệ An xuất hiện một con người mà nhiều anh em nói rằng à, con người này thì cũng là con người cộng sản thôi, cũng bố mẹ ông ấy cũng thờ ông Hồ Chí Minh, cũng giăng cờ đỏ ở trên bàn thờ, và ông ta cũng từng là bộ đội. Tuy nhiên chúng ta hãy nhìn một số cái clip, một số các anh chị em hết sức vô tình có đưa một cái tấm hình thời bộ đội của ông Minh Tuệ để hỏi ông Minh Tuệ rằng có thật là như vậy hay không. Thì ông Minh Tuệ ông ấy trả lời một cách hết sức là chân thực rằng à, ông quên rồi, tất cả những điều đó nó đã quên rồi. Ngày hôm nay đối với ông là chỉ có hướng về sự thiện mà thôi, hướng về lòng yêu thương mà thôi, xiển dương sự yêu thương. Cái đạo của ông đó là con đường thiện đạo để xây dựng sự yêu thương. Chúng ta, đất nước của chúng ta đã bị dẫn, rất nhiều người đã bị dẫn vào sự lầm lạc. Người miền Nam bị dẫn vào những cái kiểu lầm lạc của người phương Nam, tức là cái giai đoạn năm 1954, 1960, chúng ta bị dẫn vào cái lạc lối của người phương Nam. Người phương Bắc dẫn vào cái sự lạc lối của người phương Bắc. Người phương Bắc chúng ta bị dẫn vào trong cái chuyện là đưa một cái ác thần lên thành một gọi là quốc thần, quốc giáo, gần như quốc giáo, quốc thần của Việt Nam. Đó là ông thiếu tá Hồ Quang, người Choang của đất Quảng Tây. Ông không phải là người Việt Nam. Ông Nguyễn Tất Thành của người Nghệ An, ông đã chết năm 1932 rồi, với cái tên Tống Văn Sơn, cái này không có cãi được. Chúng ta bị che đi, chúng ta bị dẫn dắt, và chúng ta bị dẫn dắt không phải chỉ dẫn dắt bởi người Việt Nam mà thôi, mà chúng ta bị dẫn dắt bởi những thằng điều hành quốc tế. Đó là bọn Do Thái. Bọn Do Thái nó dựng lên Hòn Ngọc Viễn Đông, nó tác động vào cái cuộc gọi là kháng chiến 9 năm, để và kể cả cái chuyện dựng ra Hồ Chí Minh. Cái đó là bọn Do Thái. Nó mặc cái áo của bọn Mỹ, gọi là bọn tiền thân của CIA Mỹ, để nó dựng ra cái nhân vật Hồ Chí Minh. Chúng ta hãy nhìn thật kỹ lại, gọi là cái bản tuyên ngôn, gọi là cái tuyên ngôn độc lập, lời kêu gọi lời đầu tiên, tức là ở cái giai đoạn năm 1945,
46 khi mà cướp chính quyền, tức là cướp chính quyền của Trần Trọng Kim. Thì cái bản tuyên ngôn độc lập đó nó có giống với cái bản tuyên ngôn độc lập của thằng thằng Mẽo hay không? Đến 8 phần rưỡi, 9 phần, tức là 9 phần, 8 phần rưỡi, 8 rưỡi phần 10, 9 phần 10 là copy. Lúc đó ông Hồ Chí Minh không copy à? Cái bản thân của cái người tên là Hồ Chí Minh lúc đó là viết chữ là còn lõm ba lõm bõm. Làm sao làm ra được một cái bản văn gọi là gọi là hoành tráng như vậy? Hỏi câu hỏi này để chúng ta nhìn thấy mà tất cả là bị lèo lái và cái bọn Do Thái nó lèo lái. Kể cả là cái bản gọi là tuyên ngôn độc lập đầu tiên, tức là bản tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ đọc. Nó là lão xạo, nó là tào lao, nó là copy của thằng Mỹ hết. Và ai làm cái chuyện đó là cái bọn gọi là tiền thân CIA. Nó khoảng 8 đứa có mặt sát bên cạnh gọi là cái lực lượng của Lê Quý Ba, của Trần Canh và Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn gọi là kháng chiến 9 năm. Chúng nó đứng đằng sau. 7 8 thằng đó nó đứng đằng sau hết. Lèo lái cả bọn Trần Canh, lèo lái cả bọn Lê Quý Ba và đương nhiên lèo lái tay sai của loại của La Quý Ba, tức là Hồ Quang, tức là sau này gọi là Hồ Chí Minh. Chúng ta ăn quả lừa nó nặng quá, nó đậm quá. Anh Bảo Bình có mang lên đây là cái thời kỳ Pháp nạn nó sẽ tới, nó dính liền với sự kiện anh nói là TM Tuệ, tức là Thích Minh Tuệ đó anh. Cảm ơn anh Bảo Bình. Mỗi một người trong chúng ta đang cần hết sức thận trọng về nhìn nhận sự kiện đang diễn ra. Chúng ta có những cái thiên tượng đã dẫn trong vòng một năm nay, dẫn ra tại phương Nam, dẫn tại những ngọn núi và thậm chí tuần vừa rồi cũng diễn ra, tức là những cái đám mây hết sức là đặc biệt diễn ra và ngay tại Sài Gòn. Đặc biệt là cái gọi là một cái vùng đặc biệt của Sài Gòn, đó là vùng tượng đài Đức Thánh Trần. Tất cả những cái thiên tượng đó nó gợi cho chúng ta nhìn về những lời phát ngôn của những người gọi là tiên tri trong cái giai đoạn mới đây, kể cả là vị tiên tri rất trẻ người Ấn Độ. Ông ta đâu đó đã đưa ra một cái tín hiệu rằng tại Việt Nam, đặc biệt là phương Nam của Việt Nam, tức là vùng Đông Nam Á đó, sẽ xuất hiện những kỳ nhân. Và những kỳ nhân đó sẽ dẫn cả một vùng đất đi vào, gọi là đi vào những sự thiện, đi vào những sự thanh bình, để Việt Nam từ một cái tối tăm, một cái gọi là cái vùng tối tăm sẽ trở thành vùng ánh sáng. Ông tiên tri người Anh Quốc, ông cũng nhìn ra cái bóng dáng đó. Và chúng ta nhìn lại những cái câu sấm của Đức Huỳnh Phú Sổ, chúng ta cũng nhận ra cái gọi là cái vùng đất lịch sử của miền Tây của Việt Nam, của vùng Sài Gòn sẽ ảnh hưởng đến cái dòng sinh mạng đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Anh Luân có mang lên đây là Pháp nạn từ lâu rồi, bây giờ là giai đoạn tỉnh thức đang lan tỏa chánh pháp. Tôi có cái cảm giác, cái cảm xúc và cái cảm giác của tôi nó giống với sự comment, lời comment của anh Luân. Bởi vì chúng ta pháp pháp nạn nó đến với chúng ta từ lâu rồi. Chúng ta nhìn gì về giai đoạn năm 1962, 1963, 64.
để có một sự kiện lính Mỹ tràn vào Việt Nam một cách hồ hởi và phấn khởi đấy, thì nó xảy ra sau cái gọi là cái cuộc phát nạn năm 1963 tại Việt Nam. Chữ phát nạn tôi để trong ngoặc kép. Và đối với tôi đó, những người coi và dùng cái chữ phát nạn 1963 đó đều là những người ít hay nhiều trở thành xảo trá, vô tình xảo trá hay cố tình xảo trá. Bởi vì bị lèo lái. Và ai lèo lái? Thằng Do Thái Mỹ lèo lái. Thằng Do Thái Mỹ đã sử dụng lòng gọi là nhiệt thành của Phật tử miền Trung để làm ra cái cuộc gọi là phát nạn năm 1963. Khi tôi nói là điều này, tôi sẽ mất rất nhiều bạn bè, rất nhiều những người từng coi tôi là bạn, bởi vì tôi đề cập đến một một cái tập hợp mà rất nhiều người đã thường phải né. Tôi ở bên Pháp, ở bên Paris, tôi hết sức kính trọng những vị tăng sĩ, đặc biệt là những vị tăng sĩ của chùa Khánh Anh. Nhưng mỗi khi đến chùa Khánh Anh, là một ngôi chùa gọi là ngôi chùa tiền thân của ngôi chùa rất lớn bây giờ, là có một cái bức tranh vẽ hết sức là đặc biệt của nhiều vị gọi là Bồ Tát, tức là Thích Quảng Đức, là hình ảnh của ông Thích Quảng Đức. Đối với tôi, sau khi tìm hiểu, sau khi theo dõi từng ly từng tí những cái thước phim, những thước phim mà tôi được tiếp cận từ những năm tôi mới đến Pháp, tức là những năm 1983, khi tôi có cơ hội vào trong một cái phòng gọi là phòng tài liệu đó, mà một 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 người tư nhân đã lấy ra được những cái gọi là những cái cuộn phim, tức là phim rất lớn, toàn là phim bự này. Phim máy lớn, là rất nhiều những cái thước phim mà của tòa đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ, tức là năm 1975, khi tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa gọi là rời rời nhiệm sở đấy, những người có trách nhiệm rời nhiệm sở thì không hề tiêu hủy, tức là những cái tài liệu quan trọng là không có tiêu hủy. Trong đó có rất nhiều những cái thước phim mà nhiều anh em sinh viên lúc bấy giờ đó, họ vào và họ ôm về. Tôi 4 ngày trời, một cái cơ duyên đến với mình, và 4 ngày trời tôi coi hết cái cuộn phim này đến cuộn phim khác và xúc động vô cùng. Sự xúc động lớn lao nhất nó liên quan đến những cái thước phim mà phóng viên lúc bấy giờ, phóng viên quốc tế họ ghi hình được của ông Thích, là ông Thích Quảng Đức tự thiêu. Từ cái những cái hành động của cảnh sát đến những cái hành động của những người Phật tử, đến cái chuyện ông ấy được đưa ra khỏi xe ra làm sao, đặt lên trên đất như thế nào, ông ấy tỉnh hay là ông ấy đã mê, và ai là người gọi là tưới xăng và ai là người để châm lửa, tất cả những cái thước phim đó có hết. Và vì thế đó, mỗi khi đến chùa Khánh Anh là tôi né, tôi không có muốn bước vào cái phòng rất là lớn, gần như là phòng 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 họp chính, là có bức tranh vẽ của ông Thích Quảng Đức. Chúng ta đã bị dẫn dắt hết hết sức là nặng nề cái cuộc gọi là cuộc dùng Phật giáo để làm tiền đề để cho quân đội Mỹ vào Việt Nam. Nếu không có những cái cuộc gọi là phản đối của Phật giáo như vậy thì không có cái chuyện lật đổ chế độ đệ nhất Cộng Hòa.
và không lật đổ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa được ấy, thì đừng mong người Mỹ bước chân vào Việt Nam, đừng mong quân đội Mỹ bước chân vào Việt Nam. Tại vì ông Ngô Đình Diệm là cương quyết, dù là chết ông ta không có thực hiện, tức là ông ta không không chấp nhận cái chuyện là quân đội Mỹ đặt chân tới Việt Nam, và vì thế ông ta phải chết. Song song với một cái chi tiết khác, nó liên quan đến những cái cuộc họp bí mật, những cuộc gặp mặt bí mật tại rừng Tánh Linh giữa ông Ngô Đình Nhu và những người gọi là lãnh đạo của bên phía Cộng sản Việt Nam. Những cái cuộc gặp đó đã đưa đến cái chuyện là phải, tức là những người tình báo Mỹ lúc bây giờ phải giết ông Ngô Đình Nhu và kể cả là ông Ngô Đình Diệm. Những sự giết chóc đó đó. Ngày hôm nay chúng ta cần phải nhìn lại với một cái nhìn tỉnh táo, không thể nhìn theo cái lăng kính của tôn giáo, không thể nhìn theo cái lăng kính cảm xúc của đảng phái, mà phải nhìn theo cái sự sáng suốt của một người Việt Nam, dân tộc, cái nhìn dân tộc, để chúng ta nhận ra điều gì đã sai và điều gì cần phải trả lại cho sự thật. Vâng, thưa các anh chị em, tôi đề cập đến cái thế lực tam điểm. Vốn dĩ đó là một cái đề tài rất ít người muốn đề cập hoặc là dám đề cập. Đâu đó chỉ là những người liều mạng mà đề cập công khai, dám chấp nhận trả giá cho cái lời nói của mình. Cái thế lực tam điểm của Pháp đã có mặt ở Việt Nam rất là đặc biệt. Cần phải tìm hiểu về tam điểm đi. Các anh chị em cần cần phải tìm hiểu về tam điểm đi. Cái giai đoạn năm 1890, 1810, 1820, à 1910, 1920 đó là ở Việt Nam có bao nhiêu người là tam điểm? Tại sao đông như vậy? Mà toàn là những vị học thức, những vị giỏi giỏi giang, kể cả là ông Phạm Quỳnh. Để chúng ta thấy rằng Hòn Ngọc Viễn Đông là một cái đích nhắm của tam điểm để làm, gọi là làm chủ thế giới, cả đông cả tây. Cũng vậy, trong tức là cái hiệp định Paris 1954 đã được hình thành và được thúc đẩy là bởi ai? Cũng là do Thái. Lúc bấy giờ là qua một cái hiệp hội, qua một cái hội tôi sẽ nhớ lại cái tên Rouge. Tức là một cái hội là mà tiền thân của cái gọi là New York Order, đó chính là tiền thân của New York Order, và cái tổ chức đó nó tác động vào rất nhiều cho cái hiệp định năm 1954, hiệp định Geneva. Cũng cần nhắc lại với các anh chị em, hiệp định Geneva năm 1954, nền Đệ Nhất Cộng Hòa không có ký, ông Ngô Đình Diệm không có ký, vào cái gọi là cái văn bản, gọi là cái văn bản chia đôi đất nước, không có. Đó là Pháp, mà cái người đứng đầu, ảnh hưởng đầu của nước Pháp lúc bấy giờ lại là một thằng gốc Do Thái, và chúng nó đã ký kết cái hiệp ước Geneva đó. Thằng Do Thái đó ảnh hưởng để cái hiệp ước Geneva hình thành. Thằng Do Thái, thằng Trung Cộng, thằng Cộng sản Hà Nội, tức là thằng Hồ Chí Minh. Chứ Ngô Đình Diệm là hoàn toàn không có dính đến cái đó. Anh Bảo Bình, anh có comment lên đây là mới tin, mới có một cái tin
ngoài luồng là Nguyễn Tấn Dũng cũng dính vào hội tam điểm thế lực ngầm. Con gái của Nguyễn Tấn Dũng là tất cả những người gọi là trôi nổi trong cái chuyện ngân hàng, chuyện tài chính ngân hàng của tất cả các quốc gia đều dính đến Illuminati. Tất cả những bàn tay nhớp nhúa về ngân hàng dính đến ngân hàng, tức là những người giàu có tại Việt Nam dính đến ngân hàng đều là râu ria, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp, bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 của Illuminati. Chúng ta ngày hôm nay sau khi nhìn đến cái chuyện hình thành cái gọi là hòn ngọc Viễn Đông và những thế lực của hội tam điểm, khi mà dùng hòn ngọc Viễn Đông để phá đi cái nền tảng gọi là cái nền tảng nho giáo, đạo lý gọi là đạo lý phương Đông, nền tảng nho giáo Phật giáo ở ở Việt Nam, là tác nhân chính là những người gọi là những người tam điểm ảnh hưởng Do Thám. Họ phải tìm cách phá đổ cái tư tưởng nho giáo tại Việt Nam, cái ảnh hưởng nho giáo tại Việt Nam cũng như Phật giáo tại Việt Nam. Và những người Công giáo tại Việt Nam đã được đặc quyền đặc lợi, đặc biệt sau cái giai đoạn năm 1861, người Công giáo Việt Nam có được dành cho những cái đặc quyền đặc lợi của gọi là thế lực thực dân Pháp. Ngày hôm nay chúng ta đang dùng kể cả là cái chữ gọi là chữ chữ quốc ngữ của chúng ta, đó kể cả là một chiến lược để làm cho chúng ta mất hồn, chúng ta xa cái hồn của tổ phụ của chúng ta. May mắn là đã có nhiều những cái nỗ lực để đập lại, tức là dùng cái tức là dùng gậy ông để đập lưng ông, để mà chúng ta không bị mất hẳn cái hồn vía của tổ tiên, mất hẳn cái hồn vía của tổ phụ. Năm 1968 và năm 1969 nó có những cái sự xung đột Nga-Trung tại Việt Nam, nó tức là chính là cái giai đoạn gọi là cái chủ nghĩa xét lại, với cái tức là chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa Mao, tức là sự giằng co giữa hai cái thế lực gọi là cộng sản tại tại Việt Nam. Nó là đặc biệt là cái giai đoạn năm 1968, 1969 và Hồ Chí Minh chết. Cái điều độc địa đó là cái chính cái thế lực tam điểm đã dùng cái chết của Hồ Chí Minh để tạo ra một cái, tức là một cái mãnh lực tâm linh để khống chế, để khóa Hà Nội, để khóa dân tộc của chúng ta, khóa sức bật của dân tộc của chúng ta. Vì thế mới có cái chuyện xây lăng Ba Đình một cách hết sức là uy nghi, hết sức là đặc biệt. Và tại sao lại là ở lăng Ba Đình, cái vùng đất đó, là vùng đất đó là vùng đất hiểm địa, vùng đất đó vùng đất hiểm địa mà lại xây rồi một cái xác chết thì không là chết, âm là không là âm, không là âm, dương không là dương, quỷ nhập trang. Và cho tới ngày hôm nay đó chúng ta còn lơ láo là vì ảnh hưởng khá đặc biệt từ cái tình trạng quỷ nhập tràng đó. Chúng ta cần phải gỡ ra cái khóa gọi là cái khóa ràng buộc, cái khóa xích cụ thuộc về tâm linh đó. Anh Luân Luân có trình bày là bà Trương Mỹ Lan có liên quan gì đến hội tam điểm, tam điểm nhưng không phải tam điệp nha, tam điểm tức là cái tam giác đấy, cái hình của cái tam giác, con mắt và cái tam giác đó. Bạn ấy tôi vừa mới có trình bày đó là tất cả những thế lực của dính dáng đến tiền bạc đều là bị lèo lái, đều
lèo lái và ảnh hưởng bởi bởi thế lực của Do Thái Tam Điểm, tức là Illuminati. Chúng ta hãy nhìn ai đứng sau lưng bà Trương Mỹ Lan. Đứng sau lưng bà Trương Mỹ Lan là ông Nguyễn Tấn Dũng ư? Không phải. Trương Mỹ Lan đã dùng cái bàn tay của ai? Tức là cái bờ vai của ai? Bờ vai của Lê Thanh Hải và vợ của Lê Thanh Hải. Và Lê Thanh Hải và Chu Tấn Cang được thổi lên một cách rất hết sức là huy hoàng là do cái thế lực nào? Đó là do cái thế lực tiền bạc ở Hương Cảng, thế lực tiền bạc Hồng Kông. Thế lực tiền bạc Hồng Kông đó nó dính đến dòng họ Chu, tiền bạc của dòng họ Chu. Chu này nó kéo từ thời Chu Vĩnh Khang, nó kéo dài vào quá khứ là từ thời Chu Ân Lạc. Cái sức mạnh tiền bạc, cái sức mạnh thần gọi là thần thế của thời Chu Ân Lạc kéo dài tới Chu Vĩnh Khang và đến bà đã ảnh hưởng, tức là bà Trương Mỹ Lan ảnh hưởng trực tiếp đến cái nguồn đó. Và nói đến cái nguồn đó thì lại nói đến cái chuyện Vũ Hán. Tại sao bà nỗ lực bà đem vaccine tàu vào Việt Nam, ít hay nhiều nó cũng là may mắn đấy, ít hay nhiều nó cũng là may mắn, dẫu rằng cái động lực nó không tốt đẹp gì cả trong cái chuyện vaccine. Vaccine là cả, tức là vaccine và COVID là một chiến thuật khổng lồ, là một chiến lược khổng lồ để đàn áp và để dập cái sức mạnh thiện đang được bùng lên tại Mỹ và tại Canada. Cái chuyện COVID, người ta ném ra COVID, người ta tung ra COVID, đó là chiến tranh hóa học, đó là chiến tranh vi trùng. Dùng COVID để tung ra vaccine. Vaccine là chiến tranh vi trùng. Và Vũ Hán là dính đến trầm trọng. Vũ Hán dính đến trầm trọng là vì sao? Nó liên quan như thế nào đến những người gọi là đối lập với Tập Cận Bình? Tập Cận Bình nó liên quan đến Hồ Cẩm Đào, nó liên quan đến Giang Trạch Dân và cái nhân vật gọi là một cái nhân vật ảnh hưởng đến gọi là virus một cách hết sức đặc biệt, những trung tâm virus hết sức là đặc biệt, tức là những trung tâm vi trùng hết sức đặc biệt là Giang Miên Hạc. Những cái thứ gọi là vaccine ào ào vào Việt Nam do bà Trương gọi là bà Trương Mỹ Lan đem vào, những cái thứ đó là những cái thứ của Giang Miên Hằng. Giang Miên Hằng là ông tổ của cái hệ thống gọi là hệ thống virus, hệ thống làm tràn ra ra COVID Vũ Hán, tức là vi trùng Vũ Hán. Tác nhân của vi trùng Vũ Hán chính là Giang Miên Hằng. Và bà Trương Mỹ Lan là người của cái chùm dây đó. Đất nước Trung Hoa, đất nước Trung Quốc, Giang Miên Hằng, Giang Trạch Dân. Và một vị to đùng nào trong cái thời gian vừa qua là bị Tập Cận Bình gọi là đuổi ra khỏi, mời ra khỏi cái đại hội của ông ấy, trước bàn dân của thế giới, tên Hồ Cẩm Đào. Cái đó nó cần cho chúng ta phải quan sát để chúng ta nhìn ra đó là cái sự gần lại của Tập Cận Bình, tức là sát lưng lại của Tập Cận Bình, của Putin, của lãnh lãnh tụ Ấn Độ và của ông tổng thống gọi là ông tổng thống khật khật khủng khủng Donald Trump của Mỹ. Nó là một dấu hỏi cực lớn. Để trả lời được dấu hỏi này,
Nếu chúng ta thuần cảm tính, chúng ta không trả lời được. Để trả lời được câu hỏi này, nó phải tích lũy kiến thức, kể cả là kiến thức về đời sống bình thường lẫn kiến thức về tâm linh, chúng ta mới giải thích được. Cho nên cái câu chuyện của bà Trương Mỹ Lan ít hay nhiều cho chúng ta nhìn thấy tình hình của chính trị của Việt Nam đang có một cái bàn tay sắp xếp phía bên trong. Trước đây, tức là tôi nói là trước đây, tức là từ năm 1946 cho tới năm 2018, cái tình hình chính trị của Việt Nam, nhân sự chính trị của Việt Nam đều là Illuminati, đều là tam điểm của Do Thái lèo lái hết, kể cả miền Bắc lẫn miền Nam. Điều này để chúng ta nhìn ra kẻ thù. Kẻ thù của chúng ta là ai? Chúng ta bị say sưa, đánh đấm nhau, cấu cắn nhau, giết chóc nhau. Và chúng ta coi nhau là kẻ thù. Chúng ta coi miền Bắc là kẻ thù. Chúng ta coi miền Nam là kẻ thù. Chúng ta coi nhau, đồng bào với nhau là kẻ thù. Và say sưa chém giết nhau. Thằng cầm cái đầu dế Kỳ Lân để ngoáy cho hai con dế đánh nhau, đó là thằng nào? Nó là thằng Pháp, nó là thằng Mỹ. Thằng Pháp với thằng Mỹ cũng chỉ là thứ tay sai thôi. Đó là bọn Do Thái. Đó là bọn Do Thái Khazarian. Hãy nhìn đâu là kẻ thù. Xác định kẻ thù. Thì mới tiến hành được cuộc giải phóng thật sự cho đất nước Việt Nam. Và đất nước Việt Nam cần phải có một cuộc giải phóng. Một cuộc giải phóng thật sự chứ không phải là một cuộc giải phóng năm 1954. Trận Điện Biên Phủ hoặc là cuộc giải phóng Sài Gòn năm 1975. Tất cả đều là những sự xảo trá, tất cả đều là những trò chơi ngoáy cho hai con dế đánh nhau. Anh của chúng ta là những con dế say sưa. Đệ nhị Cộng Hòa và Đảng Cộng sản Việt Nam là hai con dế đánh nhau một cách hết sức hăng hái. Và lùa người dân vào cái chuyện đánh nhau đó, vào cái chuyện chém giết đó. Để cho tới ngày hôm nay, may mắn sao lóe lên được một cái hình ảnh đạo lý. Để cho chúng ta nhận ra là chúng ta cần phải giải phóng. Dân tộc của chúng ta cần một cuộc giải phóng. Và cuộc giải phóng đó tiến hành bằng cái gì? Cuộc giải phóng đó tiến hành bằng B-40, bằng xe tăng T-54, T-58, T-67. Hay là cuộc diễn kích. Giải phóng đó đang cần phải nhìn rằng giải quyết bằng con người, bằng sự thiện. Chúng ta có bao nhiêu tổ chức gọi là chống cộng, và liệu những tổ chức chống cộng ở cả trong nước lẫn ở ngoài nước, liệu cần phải đặt lại cái động lực để chống cộng của các vị hay không? Các vị chống cộng để làm gì? Có phải là các vị chống cộng, các vị cũng có một cái mơ ước quyền lợi đó, đó là thằng cộng sản nó xuống thì tôi là tổng thống. Tôi không là tổng thống thì ít hay nhiều tôi cũng là thằng xã trưởng. Tức là nó có cái lòng tham ở trong đó. Nó có cái vị kỷ trong đó, động lực đấu tranh, động lực chiến tranh của hầu hết những người gọi là chống cộng. Vị kỷ nhiều hơn cái công ích, cái nỗi đau của dân tộc rất nhiều. Tôi nói điều này không phải là các anh chàng vớ va vớ vẩn nói, tức là anh chàng cộng sản hay là các anh chàng gọi là cưỡi ngựa xem hoa đối với những tổ chức đấu tranh hay đối với những nhân lực đấu tranh. Không, tôi đi từ khi tôi là thanh niên, từ khi tôi 18 tuổi, đất nước đã dẫn dắt tôi vào và trở thành là một người kháng chiến ở một cái phong trào cực đoan công giáo hết sức đặc biệt. Phong trào kháng chiến liên tục. Và từ giai đoạn năm 1977-1978 đó, tôi đã phải nhìn ra những cái trò xảo trá của anh em tôi, của lãnh đạo của tôi. Và khi tôi ra nước ngoài, tôi mới bật ngửa.
Mẹ thằng Nguyễn Cao Kỳ nó đâu có ở Việt Nam đâu. Cao Kỳ nó đâu có lãnh đạo kháng chiến đâu. Trong khi đó, tôi từng đi nói với những người khác rằng à, ông tướng Kỳ đang ở trong rừng lãnh đạo kháng chiến. Là một trong những lý luận được cài cho nhau, được gửi gắm cho nhau từ cái phong trào kháng chiến Liên Tôn. Lãnh đạo là Linh Mục Nguyễn Văn Vàng. Tức là chúng ta đã lừa dối nhau. Và khi đi ra tới bên ngoài, đi ra tới hải ngoại, hầu hết những cái tổ chức chiến đấu tại hải ngoại, đấu tranh tại hải ngoại, từ tổ chức của ông Hoàng Văn Hoan, từ tổ chức của ông Trương Như Tảng, từ tổ chức của ông Lê Quốc Túy, ông Phùng Hiệp Đoàn, ông Hoàng Cơ Minh, cả là lực lượng của ông Nguyễn Văn Chức, tôi là những người đều có tai mắt vào sâu trong các cái tổ chức đó hết. Ông Đào Minh Quân, Đào Quần Què, tất tần tật, kể cả là những ông tiến sĩ này, ông tiến sĩ kia, ông bác sĩ này, ông bác sĩ nọ, Hoàng Sơn Ngãi, Hoàng Sơn Ngãi, Nguyễn Sĩ Bình, Nguyễn Sĩ Bèo, con mắt của anh em chúng tôi nhìn từ bên trong để nhìn ra, chứ không phải nhìn bên ngoài nhìn vào. Để nói cùng với các anh chị em rằng à, chúng ta có cần một cuộc giải phóng cho dân tộc của chúng ta hay không? Dứt khoát là chúng ta cần một cuộc giải phóng, nhưng chúng ta giải phóng bằng cái gì? Nếu là vũ khí thì vũ khí của ai? Bằng vũ khí như vậy, chúng ta có lại trở lại lòng vòng cái giai đoạn gọi là giai đoạn đấu tranh đẫm máu với nhau suốt từ năm 1954, 1949, 1954 cho tới năm 1975 hay không? Cho nên đây là một cái cơ hội, cái sự kiện của sư Minh Tuệ đang là cái cơ hội để cho chúng ta nhìn ra sức mạnh của lòng thiện, sức mạnh của giá trị thiện. Một số các anh chị em nói rằng à, u mê quá, đi theo ông Minh Tuệ như vậy là u mê quá, cái đó là mê, là ngu dốt, là cái ngộ, không phải là đạo. Những anh chị em nói ra được những điều đó, các anh chị em đều đã từng là tù đây, năm tháng tù đây, chắn những năm tháng tù đầy của các anh chị em không thể nào hơn tôi được. Sao hơn tôi được? Không có thằng tù Việt Nam nào hơn tôi hết. Sống trong tù như thế nào, tranh đấu ra sao, lãnh đạo các cuộc kháng chiến kháng cự như thế nào, không thằng nào hơn được thằng Phạm Văn Thành này cả, kể ông hay bà. Tôi nói điều này có phải là ngạo mạn không, có phải là tự kiêu tự đại không? Không, sự thật. Và giờ này đang cần những người biết sự thật, những người nhìn nhận sự thật và những người làm sự thật phải nói lên tiếng nói của mình. Cái bàn chân của sư Minh Tuệ đang là một cái bàn chân tỉnh thức để cho con người ta tìm về lẽ thiện và đất nước của chúng ta. Nếu không có sự thiện, nếu không có lẽ thiện, nếu không có mục tiêu thiện thì sẽ không bao giờ giải phóng được đất nước, thì sẽ không bao giờ thay đổi được đất nước. Chúng ta duy nhất chỉ có con đường để có thể thay đổi được đất nước, đó là chúng ta biết thương yêu nhau, chúng ta phải nhìn thật sự nhau là đồng bào. Nói cái chữ đồng bào, cái mồm nói ra, cái đầu phải biết suy nghĩ và cái tay phải biết bảo vệ cái chữ đồng bào đó, là bằng máu xương của mình. Có như vậy mới đưa đất nước ra khỏi cái vũng bùn bế tắc, cái vũng bùn bế tắc mà bọn Do Thái nó đã dẫn dắt dân tộc của chúng ta từ năm 1861, những năm 1861 chứ không phải là chỉ có từ năm 1975. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là con đường thương yêu nhau mà ông Minh Tuệ ông nói ra được, ông thực hiện được, là
lời nói xuông, mà bằng một cái bàn chân 6 năm trời, hành trình cả 7.000 cây số, bàn chân trai như bàn chân như cái khuôn mặt của thằng Thích Trân Quang, thì ông ta mới đem được đạo vào đời. Đây là người đem đạo vào đời, đây là người chở sự thương yêu vào trong đất nước khốn nạn Việt Nam. Chúng ta không nhìn được nhau, chúng ta là đồng bào, chúng ta chung một bào thai, mà chúng ta trong bào thai đó chúng ta đạp nhau chí tử. Bởi vì chúng ta bị mù, vì những thứ chủ nghĩa, chúng ta bị mù vì lòng tham, chúng ta bị mù vì quyền lợi của chúng ta, mù vì hận thù. Bước chân của ông Minh Tuệ là những bước chân giải thoát chính chúng ta, giải thoát từng người chúng ta khỏi sự thù hận, khỏi sự u mê thù hận. Từ năm 18 tuổi tôi phải lao vào những cái tổ chức chiến đấu, những cái tổ chức đấu tranh, ra tới hải ngoại, lăn vào những cái tổ chức đấu tranh, đồng xu nào cả, làm toàn thời hết năm này đến năm khác. Người ta ra hải ngoại, 10 năm sau người ta có nhà. Với cái đầu của tôi, kiếm một cái nhà không phải là khó. Nhưng tại sao? Cho đến ngày hôm nay, tôi không còn gì cả, tôi không có gì cả. Lao hết đời sống của mình, tâm trí của mình, xác thân của mình vào cho cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa cộng sản. Và ngày hôm nay, kẻ thù của tôi không còn là cộng sản nữa. Kẻ thù của tôi không là những người Việt Nam cộng sản nữa. Đau đớn cho tôi nhận ra rằng kẻ thù của tôi, kẻ thù của dân tộc Việt Nam không phải là những người đang mang cái màu áo hay mặc cái áo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chị đó đang bị mù, nhưng xác thân đó là xác thân của đồng bào tôi. Vấn đề là làm sao cho chúng ta nhìn ra chúng ta đang bị mù, anh em của chúng ta đang bị mù. Không phải anh đứng ở trên bục anh nói à đù mẹ mày mù, mày phải mở mắt ra, đù mẹ mày mày phải theo tao, mày phải như tao. Chúng ta đã nói như vậy 40 năm rồi mà có ai nghe chúng ta không? Giờ này là giờ chúng ta phải cúi xuống, chúng ta phải bò xuống đất để nhìn cái sai lầm của chính chúng ta, của chính những người phương Nam, của chính nền đệ nhị cộng hòa. Chúng ta bò xuống để chúng ta tìm anh em của chúng ta, dẫu rằng anh em của chúng ta nó đang đứng đó. Nhưng phải nói rằng đừng đá tao, đừng rơi chân đá tao nữa, hãy nghe tao nói. Tao cúi xuống đây, tao nói lời chân thành rằng chúng ta là anh em với nhau. Nhất trong nhau không được, không giải quyết được vấn đề cho đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Câu chuyện của Sư Minh Tuệ nó đang cần cho chúng ta nhìn lại sự kiện, nhìn lại vấn đề dân tộc, nhìn lại hai chữ đồng bào một cách cẩn thận, một cách chân thành. Các anh chị có thể cho tôi là ngu, là khờ. Tôi cúi đầu xin ghi nhận. Nhưng tôi xin quay lưng lại với các anh chị để tôi hướng về phương Bắc. Tôi kêu gọi những người phương Bắc của đất nước Việt Nam, chúng ta đang hết sức cần phải nhìn ra kẻ thù của dân tộc Việt Nam là ai. Kẻ thù của dân tộc Việt Nam không phải là tôi. Kẻ thù của các anh không phải là tôi, và kẻ thù của tôi không phải là các anh. Chúng ta là đồng bào mà.
đồng bào sao nỡ đối xử với nhau tàn ác như vậy? Ai làm cho chúng ta thành tàn ác? Những bước chân của sư Minh Tuệ là những bước chân thật sự của lòng yêu thương. Bao nhiêu những vị tiến sĩ, bao nhiêu những vị gọi là trí thức của Phật giáo, có vị nào làm được hành động yêu thương như Minh Tuệ trước? Các vị nói rất hay, các vị là tiến sĩ mà, nhưng các cái lời nói của các vị, các cái bài viết của các vị, nó chỉ là sản phẩm của những người ngồi mát ăn bát vàng. Đau da xẻ thịt, nó không có đau chân chảy óc, nó không có lạnh lùng, nó không có đói khát. Chỉ có những người đã từng phải đói khát đến tận cùng, từng phải đau đớn đến tận cùng, mới hiểu được giá trị bước chân của những người như ông Minh Tuệ. Và những bước chân đó là vốn liếng cần thiết vô cùng cho sự phục hưng của đất nước Việt Nam. Đây là cơ hội phục hưng đất nước Việt Nam. Các chị có thể đâu đó buông ra một cái lời xỉ vả rằng một bọn u mê, một bọn đi theo ông ấy làm phiền ông ấy. Chúng ta không chịu tìm hiểu, không chịu suy nghĩ rằng ai dạy chúng ta văn minh, ai dạy cho đồng bào chúng ta văn minh, ai dạy đồng bào chúng ta biết nhường lại, đứng lại một chỗ, chỉ nhìn ông Minh Tuệ xa xa thôi cũng là cộng hưởng cái ân ân đức rồi. Không cần nhìn thấy ông ấy, không cần nhìn thấy ông bằng xương bằng thịt ấy, nhìn trên màn hình và hợp tâm hiệp ý với ông ấy, nghĩa là chúng ta cộng hưởng được sức mạnh lớn lao của tổ phụ của chúng ta, của đạo lý, của Phật pháp, của sự tín thần, của sự thiện thần. Bao nhiêu thiện thần đang đi với ông ấy, chết cho dân tộc Việt Nam suốt 2.000 năm nay, 3.000 năm nay, cho đất nước Đại Việt, cho đất nước giao châu giao chỉ, đang tụ về cùng với ông ấy. Ông mới đi được như vậy. Một con người xác thịt bình thường làm sao đi được 7.000 cây số trong vòng 5 năm, 6 năm, 7.000 cây số, hơn 7.000 cây số. Đoàn người đang đi theo ông là bởi vì họ khát khao sự thiện, họ khát khao muốn nhìn thấy sự thiện và muốn hưởng lấy được sự thiện. Điều đó không trách họ được, bởi vì dân tộc của chúng ta đã tăm tối quá nhiều năm rồi. Dân tộc của chúng ta không như dân tộc Thái Lan. Thái Lan cả hàng ngàn năm nay, người dân người ta nhìn thấy hết sức bình thường các vị gọi là đi hành khất, đi khất thực, gọi là khất thực như ông Minh Tuệ. Trên thế gian này đang chỉ có cùng lắm là 2 đến 3 người thôi thật sự đi như ông Minh Tuệ, thật sự đi mà bàn chân nó chay như ông ta. Có ngạo mạn không? Cho tới giờ này có nhìn thấy cái sự mê của ông ấy không? Clip rất quý, tôi coi đây là clip rất quý, các anh em YouTube đã ghi được. Nếu tôi nghèo chứ, nếu mà tôi không có tiền, tại vì tôi không có tiền, chứ nếu mà tôi có tiền, sẵn sàng gửi các anh chị em 1 triệu đô la. Là biếu, là trả quả, trả công, công ơn của các anh, các chị đã làm được cái clip đó. Một người đàn ông hết sức chân thành, dâng cái bát vàng, cái bình vàng chạm trổ tinh vi, không phải là một cái bình vàng nó như là cái nồi cơm điện đơn giản, không có một cái chạm trổ, không có một cái sự nung khắc, không có một sự đúc khắc nào cả. Đây là cái bình bát bằng vàng đúc công phu mà bằng vàng. Người đó quỳ xuống cho ngài, nhìn
thật kỹ cái clip đó để thấy con mắt của ông là con mắt hết sức tỉnh táo, con mắt của một vị thần, con mắt của một người con Phật thật sự. Rũ bỏ tất cả, nhìn vào con mắt đó để nhìn lại chính chúng ta, là lòng tham của chúng ta nó ở tầng nào, kiến thức của chúng ta nó ở tầng nào, và cái sự mê mù của chúng ta nó ở tầng thứ bao nhiêu. Một hạt ngọc quý, đây là một viên ngọc quý, và viên ngọc này điểm hội tụ ánh sáng của hạnh phúc, ánh sáng của lòng thương yêu mà cả ngàn năm qua, 2.000 năm qua một người như ngày hôm nay. Đây là hình ảnh của Ngô Chân Lưu, hình ảnh của Khuông Việt Thiền Sư, buộc chúng ta phải gìn giữ, buộc chúng ta phải nâng niu. Bởi viên ngọc này, ánh sáng này sẽ hóa giải được hận thù trên đất nước Việt Nam vốn dĩ đã mênh mông, đã tràn lan, đã dày đặc. Không ai có thể gỡ ra được sự hận thù của những người Việt Nam đang có đối với nhau. Nếu không từ những bước chân này, nếu không từ những sự kiện này, nếu không từ tấm lòng yêu thương này, nếu không từ cái bàn chân của tôi gọi là bàn chân sấm sét này, hôm nay tôi bị xúc động quá nhiều, rất nhiều những nội dung tôi muốn trình bày, nhưng tôi xin phép sẽ dừng lại ở đây. Xin cảm ơn các anh chị, hãy bảo vệ, hãy xiển dương bước chân của sư Minh Tuệ. Đó, đối với tôi, đó là ánh sáng xuyên vào bóng tối mênh mông của chúng ta, để đi đúng vào cái quỹ đạo thay đổi toàn cầu. Chứ nếu không, của chúng ta lại trôi nổi vào trong cái sự cấu cắn lẫn nhau giữa thằng này, giữa thằng kia, giữa hải ngoại, giữa quốc nội. Nếu chúng ta không tỉnh táo, nếu không có những bước chân của Minh Tuệ, dẫn lại những con người Việt Nam tuy là đồng bào với nhau nhưng chỉ đạp xe cấu cắn nhau thôi. Bọn hải ngoại, bọn quốc nội, bọn cộng sản, bọn quốc gia, tất cả những thứ đó sẽ lại cắn xé đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam cần sự thiết, cần lòng thiết, sự thương yêu, cần sự chấp nhận lẫn nhau, đưa đất nước ra khỏi cái cơn sóng bão tố khủng khiếp này. Kính chào các anh chị em.